thống kê của cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, hiện nay trên địa bàn thành phố đang tồn tại ít nhất 8 địa điểm lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, buôn bán trái phép, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo đội thanh tra xây dựng và trật tự đô thị Bảo Lộc, mặc dù đơn vị và các ngành liên quan đã tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức và người kinh doanh ở các khu vực phường, xã, thanh tra ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, sau khi ra quân xử lý tại các khu vực như đường Hà Giang, chợ phường 2, chợ cũ Bảo Lộc, chợ Lộc Tiến, chợ Lộc Phát và chợ Đại Lào, tình hình chợ vỉa hè vẫn cứ tồn tại và tình hình vi phạm trật tự đô thị vẫn còn diễn ra khá phức tạp. Theo đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 18 trường hợp xe ô tô, xe máy dừng đỗ trái quy định trên vỉa hè. Cùng với đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành tháo dỡ và thu giữ 120 biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan và trật tự đô thị. Ngoài ra, đoàn cũng đã nhắc nhở xử phạt hơn 100 trường hợp buôn bán sai quy định trên vỉa hè và thu giữ hơn 400 kg rau củ quả các loại. Trong thời gian tới, thành phố Bảo Lộc tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán trái phép trên vỉa hè, xử phạt cả những người mua, tổ chức cho thành viên thuộc các cơ quan hành chính, doanh nghiệp và người dân ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị. Trong nhiều giải pháp thu gom, đào hố chôn lấp, tuy nhiên do lượng rác thải sinh hoạt sản xuất quá lớn đã gây ra tình trạng quá tải. Được biết, huyện Cát Tiên hiện có 10 xã và 1 thị trấn, bình quân mỗi ngày có trên 10 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường.